gì mẫu smartphone giống hệt iPhone 11 Pro. Mẫu smartphone sắp ra mắt của Huawei nhìn thoáng qua, chẳng khác gì iPhone 11 Pro ra mắt hồi tháng 9 vừa qua của Apple. Huawei sắp ra mắt dòng Nova 6 tại sự kiện ngày mùng 5 tháng 12 tới tại Trung Quốc. Ngoài Nova 6, hãng smartphone hàng đầu Trung Quốc có thể sẽ tung ra thêm một biến thể khác là Nova 6 SE. Hình ảnh do gì mới nhất cho thấy, Nova 6 SE cũng có thiết kế 4 camera sau giống như Nova 6 5G, xuất hiện trong video teaser chính thức trước đó. Nhưng bốn camera sau của Nova 6 SE được đặt trong một mô đun vuông tương tự như iPhone 11 Pro của Apple và Google Pixel 4, trong khi đó camera của Nova 6 5G được xếp theo chiều dọc. Ngoài ra, hình ảnh dò dỉ cũng cho thấy cảm biến vân tay của Nova 6 SE được tích vào nút nguồn, màn hình đục lỗ và các màu trắng và hồng. Không chỉ lộ thiết kế, Nova 6 SE cũng lộ cấu hình với chip Green 810, hỗ trợ sạc nhanh 40W. Huawei Nova 6 SE có thể ra mắt cùng với Nova 6 và Nova 6 5G vào ngày mùng 5 tháng 12 tới.